collagen dạng bột của nail cell và collagen dạng viên của nail cell thì chúng có cái đặc điểm gì khác nhau và nên lựa chọn collagen dạng bột hay là dạng viên? Tất cả những điều trên sẽ được em chia sẻ ở trong video ngày hôm nay. Mời các chị cùng đón xem. Sản phẩm collagen dạng bột này ở bên Mỹ thì người ta bán như thế nào? Thì ở bên Mỹ thì bán rất là nhiều cái dòng collagen trực tiếp ở trên website là nailcell.com. Thì bây giờ em mời các chị cùng theo dõi về trang web chính hãng của Nailcell để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất và cái dòng collagen dạng bột này họ đang bày bán như thế nào. Bây giờ thì các chị có thể truy cập trực tiếp vào trang web là nailcell.com. Đây là trang web chính thức của Nailcell của Mỹ. Khi đấy các chị tìm đến sản phẩm về collagen dạng bột, như ở trên này, trên banner thì có ghi đấy. Và đây là cái sản phẩm mà em đang làm review cho mọi người, Super Collagen dạng bột. Mọi người kích vào đây ạ. Ở đây là trang web của hãng Nailcell, có đầy đủ thông tin về sản phẩm, có đánh giá, có những cái thông tin về giá tham khảo. Những cái sản phẩm này giá tham khảo của hãng đang là 16,95 đô, là gần 17 lô. Nhân với tỷ giá hiện tại là 23.000 một đô thì cái sản phẩm này tương đương với là trên 300.000, khoảng tầm 400.000. Đây ạ, có đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm, mặt trước của sản phẩm này, mặt sau của sản phẩm có ghi những thông tin hướng dẫn sử dụng, nên là mọi người yên tâm về sản phẩm chuẩn và sản phẩm chính hãng. Thì bây giờ các chị hãy theo dõi tiếp theo video mà em chia sẻ cho các chị về cái thông tin về cái sản phẩm này mà em đang cầm ở trên tay. Và collagen dạng bột nào ở Việt Nam đang được nhiều chị em ưa chuộng? Thì ở Việt Nam này thì cái dòng collagen Nailcell Super Collagen Tip 1 và Tip 3, loại này thì đang được chị em sử dụng rất là nhiều và chị em tin tưởng. Đây nó là một trong những cái thương hiệu của Nailcell rất là đình đám. Và em mô tả qua về cái sản phẩm này để các chị biết. Thì đây là một cái hộp collagen Nailcell. Nó có trọng lượng là 198g. Nó có hàm lượng của collagen là 6,6g, tương đương với là 6.600mg. Một hàm lượng rất là cao. Ở đây có mã vạch của sản phẩm và có hạn sử dụng. Thì toàn bộ cái thông tin ở đây đều bằng tiếng Anh. Ở trên này có ghi thông tin chi tiết là một sản phẩm là 6,6g collagen, protein là 6g và calo là 25. Sản phẩm này thiết kế rất là đẹp, nhìn rất là gọn. Ở dưới đáy sản phẩm thì có dập nổi về thông tin của sản phẩm cũng như là những cái thông tin cơ bản, số lô. Đây là mã vạch của sản phẩm. Ở nắp trên thì có chữ Nailcell, chữ New Look. Đây là cái dòng sản phẩm mới ra nhất. Trước kia thì có một cái dòng sản phẩm cũ, thì các chị cùng nhìn ở trên màn hình để tham khảo thêm những dòng sản phẩm cũ mà trước kia mà hãng ra. Còn đây là sản phẩm mới nhất mà bên em mới cập nhật. Về cái Super Collagen Tip 1 và Tip 3 này thì nó có những cái công dụng gì? Thì protein là một cái dưỡng chất không thể thiếu cho cơ thể. Trong khi đấy thì collagen nó chiếm 25% tổng số protein của cơ thể. Nó có ở những cái vị trí như là da, tóc, móng, xương, khớp. Vì vậy nó bổ sung cái collagen Nailcell này ấy, thì nó sẽ giúp cho chị em có những cái tác dụng như sau. Nó giúp chống lại quá trình lão hóa và hạn chế vết nhăn, nám, tàn nhang. Nhiều chị em thì gặp những hiện tượng là da bị khô này, hay là da nhăn nheo, gặp vết chân chim ở khóe mắt, hay là nám và tàn nhang, thì sử dụng đều đặn cái collagen này sẽ giúp chị em cải thiện rất là tốt. Cái thứ hai nữa là giúp chị em hạn chế đi những cái hiện tượng như là tóc gãy rụng, giúp cho tóc cũng trở nên là mềm, mượt hơn. Và cái một cái ưu điểm nữa mà collagen tip 1 và tip 3 này thì cũng giúp cho là các chị em là hạn chế đi được những cái triệu chứng là đau mỏi xương khớp, bổ sung cho chị em một cái sức khỏe toàn diện. Và còn rất nhiều những cái ưu điểm nữa mà Super Collagen mang lại, chị em hãy dùng và cảm nhận. Bây giờ em xin được so sánh cái sản phẩm Super Collagen dạng bột này và cái dạng là viên của Nailcell thì nó có những cái ưu điểm nào mà chị em cần chú ý tới. Thì ở cái dòng Collagen Super C cộng này ở dạng viên thì một viên nó có cái hàm lượng là 6g collagen, tương đương với là 6.000mg collagen. Còn dạng bột sao ạ? Thì nó lại có hàm lượng cao hơn là 6,6g, là tương đương với là
6.600 mg collagen. Nhưng mà tại sao ấy thì người ta lại lựa chọn cái dòng dạng viên này hơn so với dạng bột? Vì là bên em thấy là bán cái dòng này rất là chạy, nhiều chị sử dụng hơn, lại ít người sử dụng đến cái dòng dạng bột này, bởi vì nó có những cái đặc điểm như thế này. Thứ nhất là cả hai cái sản phẩm này thì đều là của NeoCell sản xuất, một cái thương hiệu rất là đình đám ở Mỹ, bởi vậy là lựa chọn một trong hai cái sản phẩm đều chất lượng, đều rất là tốt. Cái thứ hai nữa là ở Việt Nam chúng ta thì có thói quen là thích tiện lợi, nên là sử dụng cái loại viên như thế này thì nó rất là tiện lợi, có thể là mang đi du lịch, mang đi chơi, chứ không cần phải là mang theo cái dạng hộp này lách cách để pha trộn, như vậy thì hơi phiền. Tiếp theo nữa là ở mỗi cái dạng viên ấy, thì nó có cái hàm lượng là một viên này là có 6.000 mg collagen, thì một ngày các chị uống từ 6 viên thì nó đã bổ sung được đầy đủ cái lượng collagen rồi. Khi đấy thì lượng collagen lại có ở trong từng viên một, nó lại phù hợp, mình không sợ uống thiếu, không sợ uống thừa. Nhưng mà cái dạng bột này thì sao ạ? Có thể là nhiều chị là pha không đúng cách thì có thể là bổ sung nhiều quá hoặc bổ sung ít quá, dẫn tới là cơ thể nó hấp thu nó không được đầy đủ nhất. Vì vậy là mọi người nên chọn cái sự tiện lợi là chọn cái dòng collagen dạng viên này thì nó tiện lợi hơn, mà cái hàm lượng của nó thì cũng không quá chênh lệch so với nhau. Trên là những cái ý kiến của em so sánh về hai cái dòng collagen NeoCell này, thì cũng có một số khách hàng phản hồi lại như vậy. Còn nếu mà các chị thấy có những cái so sánh nào nó hay hơn hoặc là ý kiến đóng góp thì các chị cứ để lại comment hoặc là liên hệ trực tiếp về bên em để được tư vấn hỗ trợ. Như vừa rồi em nói ấy, là sử dụng cái super collagen dạng bột như thế này thì nó hơi lách cách, đôi khi là có người lại dùng thiếu, có người lại dùng thừa, dẫn tới là cơ thể nó hấp thụ không được tốt. Vì vậy thì là uống cái collagen dạng bột này như thế nào cho nó hiệu quả? Nếu mà các chị ở cái độ tuổi là dưới 30 thì là nên uống cho em 2 lần trong 1 năm và uống liên tục trong vòng 3 tháng. Mỗi ngày thì các chị uống 1 lần và mỗi lần là uống một cái muỗng gạt ngang. Còn chị em nào ngoài 30 tuổi trở đi ấy, thì uống 2 lần 1 năm và uống liên tục trong vòng 4 tháng. Mỗi ngày thì các chị uống 1 lần và mỗi lần uống là uống cho em một muỗng gạt ngang. Và lưu ý ấy, để cái collagen này nó được hấp thụ tốt nhất thì các chị nên uống trước khi ăn khoảng 30 phút. Trên là em đã review cho các chị về collagen dạng bột của NeoCell và so sánh về cái dạng viên. Các chị cần tư vấn thêm về cái dòng mà collagen NeoCell dạng bột hoặc dạng viên, hay là các chị cần tư vấn thêm về những cái dòng sản phẩm khác, ví dụ như là vitamin E của Blackmore này, hay là các chị cần tư vấn về cái dòng collagen Zutary hay các dòng thực phẩm bổ sung chức năng khác, ví dụ như là đây là của Natumate Omega 3 hay là sữa ong chúa, và cái dòng tinh chất dầu hoa anh thảo Blackmore, thì có thể là liên hệ trực tiếp bên em theo số điện thoại 0985 229900, hoặc là mọi người có thể truy cập vào website hoabeauty.vn. Cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe video tới đây. Các chị nhớ ấn like và ấn subscribe để cập nhật những cái video mới nhất. Hẹn gặp lại các chị ở những cái video tiếp theo.